Và tiếp theo bây giờ mình sẽ cấp điện áp là 72V. Như đây là 72,4V. Và cũng như vậy mình sẽ tăng tải lên nha. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về mạch hạ áp cách ly 5V 1A. Sản phẩm sẽ có chức năng là hạ điện áp và cho ra nguồn điện áp là 5V, với điện áp đầu vào nằm trong khoảng từ 12V cho đến 80V, cả AC hoặc là DC. Mạch được thiết kế với nguồn điện đầu vào và nguồn điện đầu ra được cách ly hoàn toàn nên có thể ngăn chặn nhiễu do nguồn điện đầu vào. Hiện tại sản phẩm đang bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT4177, sau đó xem chi tiết. Và ở đây điện áp chúng ta sẽ cấp cho mạch là nằm trong khoảng từ 12V cho đến 80V, cả AC hoặc là DC. Và ở phía đầu ra là ngõ ra USB với điện áp là 5V. Và dòng tải đầu ra là sẽ phụ thuộc với điện áp đầu vào nha các bạn. Theo thông số của nhà sản xuất thì khi chúng ta cấp điện đầu vào là 12V và chúng ta sẽ được đầu ra là 5V 100mA. Và khi chúng ta cấp điện áp đầu vào là 24V, dòng đầu ra là 300mA. Và khi chúng ta cấp 36V, dòng đầu ra là 500mA và 72V là 1A. Và ví dụ bây giờ mình sẽ cấp điện vào cho mạch. Ví dụ bây giờ mình sẽ cấp điện áp là 12V. Và ví dụ đây mình sẽ cấp điện 12V DC. Và đây mình sẽ không cần phân biệt màu dây nha các bạn. Và đây mình sẽ sử dụng một tải giả để test dòng tải đầu ra của ngõ ra USB. Và tải giả này cũng có chức năng là kiểm tra sạc nhanh WiC 2.0 và WiC 3.0. Và do mạch hạ áp mình không có chức năng sạc nhanh, cho nên ở video này mình sẽ kiểm tra ở mức điện áp 5V. Và mình sẽ hẹn các bạn ở những video sau, mình sẽ review về sản phẩm này. Và đây tải giả đang đo được điện áp đầu ra của ngõ ra USB đang là 5,1V. Và bây giờ mình sẽ tăng dòng tải lên. Và đây mình sẽ tăng dòng tải lên khi điện áp tụt dưới 4,5V, và mình sẽ xem lại dòng tải nha. Như vậy là dòng tải đây mình đo được là khoảng 0,11A, là khoảng 110mA nha các bạn. Và khi mình để 0,1A thì điện áp chuẩn là 5V nha các bạn. Như vậy là đúng theo thông số của nhà sản xuất. Và tiếp theo mình sẽ cấp điện đầu vào là 24V. Và bây giờ mình cũng sẽ tăng tải lên. Và ở đây mình đo được dòng tải là khoảng 0,36A, khoảng là 360mA nha các bạn. Theo số của nhà sản xuất thì là 350mA, cũng khá là chuẩn nha. Và bây giờ mình sẽ cấp điện đầu vào là 36V. Mình cũng sẽ tăng tải lên. Và ở đây mình đã đo được dòng tải của ngõ ra USB khi mình cấp điện ở 36V là 550mA. Hơn thông số của nhà sản xuất là 50mA, cũng khá là ổn nha. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ cấp điện áp là 72V. Như đây là 72,4V. Và cũng như vậy mình sẽ tăng tải lên nha. Và ở đây mình đo được dòng tải của ngõ ra USB khi mình cấp điện áp là 72V là khoảng 1,1A nha các bạn. Cao hơn thông số của nhà sản xuất đưa ra là 0,1A.
Và như vậy sau các lần thử vừa rồi thì theo thông số của nhà sản xuất đưa ra thì mạch cũng khá là chuẩn nha các bạn. Và video review về mạch HF cách ly 5V 1A của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.